Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, cầu Phật Phật độ, nhận lộc trời ban, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nứt tường đổ vách trong 6 tháng cuối năm 2024. Quý bản mệnh tuổi Tân Sửu thân mến, ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren, lắm mỏi mệt, nhiều vận hạn, người ta thường chần chừ, không dám quyết định, quẩn quanh những suy tư sốt ruột đợi chờ kết quả, cám cảnh cho những nỗ lực của bản thân, tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực. Tiếc rằng, chẳng nhận lại được những gì xứng đáng được về thân, đấy có lẽ là những suy tư của Tân Sửu ở cái đoạn vừa rồi, hiện tại cơ hội là có, nhưng chưa có kết quả rõ ràng và cụ thể. Vận thế thấy sự xoay chuyển, nhưng chưa được quá thuận lợi hanh thông, vì Tân Sửu đã ở cái trắc trở khá lâu rồi, nên để mọi thứ hồi phục hoặc vận may trở về thì cũng cần một đoạn thời gian. Những tia nắng của sự hanh thông sẽ dần xuất hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, trời sẽ ấm dần lên. Sau một đoạn mùa đông lạnh giá của số phận, ở đời đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau mùa đông chính là lúc xuân tới, sau khó khăn chính là lúc thuận lợi về người. Bước sang 6 tháng cuối năm 2024, Tân Sửu đã được chuyển vận dần lên theo chiều hướng tốt rồi, không phải chỉ chuyển 6 ngày hay 6 tuần, mà sẽ chuyển tích cực cho đến hết 2025. Vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, giản đơn chỉ là do Tân Sửu, không những thế 6 tháng cuối năm này là thời kỳ Tân Sửu một bước lên tiên. Trả sạch nợ nần tiền bạc ào ào như thác lũ, đổi đời giàu sang, đây là khoảng thời gian hanh thông thuận lợi, thời vận thuận hòa. Tốt cho những dự định mới của Tân Sửu, cũng dễ dàng cho việc xử lý những tàn dư của quá khứ, cho những công việc đang trắc trở, đi vào quỹ đạo của sự thuận lợi. Vậy nên, cần tối đa tận dụng, tài lộc tốt, sự nghiệp đẹp, tình cảm thuận con cái ngoan, khó khăn thì đã sao, trở ngại thì đã sao, thời đến thì chắc chắn có né cũng không được. Và để nắm rõ hơn về vận mệnh của mình trong 6 tháng cuối năm, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Có duyên biết mệnh, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nhận lộc trời ban, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nứt tường đổ vách trong 6 tháng cuối năm 2024. Trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Quý vị thân mến, con người là sản phẩm của thời gian và trải nghiệm, và tuổi Tân Sửu 64 năm như một cuốn sách sống động, chứa đựng những bài học quý báu từ cuộc đời người. Tuổi Tân Sửu, sinh vào năm 1961, thuộc vào hành thổ trong ngũ hành, được ví như mặt đất vững chãi, kiên định và đầy nghị lực. Họ mang trong mình sự bền bỉ của châu vàng, một biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ và trung thực. Ở tuổi 64, những đặc điểm này càng được tô đậm, tạo nên một con người với nhân cách đáng kính trọng và đầy triết lý, như đất đai cần thời gian để ươm mầm và nuôi dưỡng cây cối. Người tuổi Tân Sửu ở độ tuổi 64 đã học được giá trị của sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng những thành tựu lớn không đến trong chốc lát, mà đòi hỏi một quá trình dài tích lũy và nỗ lực không ngừng. Triết lý này giúp họ đối mặt với thử thách mà không nao núng, tin tưởng vào quá trình hơn là kết quả tức thì. Tính cách của người tuổi Tân Sửu được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực. Ở tuổi 64, họ càng thấm nhuần triết lý sống chân thành và ngay thẳng. Họ hiểu rằng mối quan hệ bền vững được xây dựng trên sự tin tưởng và minh bạch. Điều này khiến họ trở thành những người bạn đáng tin cậy, những người cố vấn tận tâm và những người lãnh đạo công minh. Sự trưởng thành giúp người tuổi Tân Sửu nhận ra tầm quan trọng của sự khiêm nhường,
Họ biết rằng tri thức là vô tận và luôn sẵn sàng học hỏi từ mọi người, mọi sự việc xung quanh. Họ không ngừng trau dồi bản thân, mở rộng tầm hiểu biết và luôn giữ một thái độ cởi mở trước những kế mới. Ở tuổi 64, người tuổi Tân Sửu đã trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời và hiểu sâu sắc giá trị của trách nhiệm. Họ không chỉ lo cho bản thân mà còn quan tâm đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Triết lý sống của họ là sống không chỉ để nhận mà còn để cho đi, và họ không ngừng nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển chung, dù là bằng công sức, trí tuệ hay những kinh nghiệm sống quý báu. Người tuổi Tân Sửu hiểu rằng cuộc sống cần có sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa vật chất và tinh thần. Họ sống một cuộc đời hài hòa, biết cách điều chỉnh bản thân để giữ cho tâm hồn luôn an yên và hạnh phúc. Họ tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị, trân trọng những khoảnh khắc bình yên và sự gắn kết với thiên nhiên. Tóm lại, người tuổi Tân Sửu 64 tuổi là một biểu tượng của sự kiên nhẫn, trung thực, khiêm nhường, trách nhiệm và cân bằng. Triết lý sống của họ được đúc kết từ những trải nghiệm phong phú, giúp họ sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Theo tử vi chọn đời dự báo, tuổi Tân Sửu chính là con giáp có hậu vận rực rỡ. Vì sao ư? Giống như bao người trẻ khác, tuổi Tân Sửu cũng gặp vô vàn khó khăn khi mới chập chững ra trường và đi làm, như để thách thức sự chịu đựng của Tân Sửu. Sóng gió liên tiếp xảy ra, và thật may mắn là con giáp này vẫn hiên ngang vượt qua. Nhiều người không tin tưởng vào khả năng của Tân Sửu, đôi lúc còn khinh thường, cười nhạo, nhưng không vì thế mà những chú trâu nản lòng, họ coi đó là động lực để nỗ lực vươn lên. Cuộc đời của con giáp ngày càng may mắn, đặc biệt là khi bước sang tuổi 64, sóng gió ít đi. Tân Sửu cứ băng băng tiến về phía trước và gặt hái nhiều thành tựu lớn nhỏ. Mỗi một tín hiệu tích từ công việc lại là một đòn bẩy để họ vững tin và cố gắng hơn. Được quý nhân giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối, nên Tân Sửu tìm ra hướng đi chính xác, công việc suôn sẻ hơn, những kinh nghiệm trước đây được họ phát huy triệt để. Ở tuổi 64 dù có bận rộn hơn nhưng tiền bạc ngập lối, đến khi về già, kinh tế không còn là vấn đề khiến Tân Sửu phải lo nghĩ nữa, an tâm mà hưởng thụ cuộc sống thôi. Xem tử vi 2024 Tân Sửu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp giáp bình hòa, cuộc sống bước vào giai đoạn ổn định, ít xáo trộn mạnh. Xét về địa chi, Sửu gặp thìn lâm cục diện phá thái tuế, công việc làm ăn gặp khó, chăn nuôi, trồng trọt có thể bị thua lỗ, tiền bạc tiêu hao nhiều, tiêu xài cũng hạn chế hơn trước. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, gia đạo hài hòa, được con cháu hỗ trợ về tài chính, trong năm đón hỷ tín con cháu trong nhà. Tiểu kết, tử vi tuổi Tân Sửu năm 2024 trên cơ sở can chi ngũ hành thì khá cát lành, bình ổn, ít biến động mạnh, dù công việc làm ăn gặp khó có thể bị thua lỗ, mất mùa trong trồng trọt, chăn nuôi, nhưng lại được con cháu hậu thuẫn nhiều, hỗ trợ tốt về tài chính, gia đạo hài hòa, đón hỷ tín ngập tràn. Xem tử vi tuổi Tân Sửu năm 2024 nam mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. Dân gian có câu, nam La Hầu, nữ kế đô, ám chỉ đây là sao rất kỵ tuổi Tân Sửu nam mạng. Năm có sao này chiếu sức khỏe giảm sút mạnh, có thể mắc bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài. Tốn kém, công việc làm ăn gặp khó khăn, có thể bị mất mùa hoặc thua lỗ. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh hai tháng ấy nếu có dự tính việc quan trọng. Theo niên hạn, hạn tam kheo, hạn này chủ yếu gây thương tật ở tứ chi, các chứng bệnh về xương khớp, phong thấp. Ngoài ra, đi đứng cẩn thận kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Với quý bác tuổi Tân Sửu nữ mạng, trong năm 2024 có sao chiếu mệnh, sao kế đô, dân gian có câu, nam La Hầu, nữ kế đô. Ám chỉ kế đô là sao nặng rất kỵ với tuổi Tân Sửu nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu quý bạn dễ gặp tai nạn bất ngờ, sức khỏe giảm sút, đau yếu liên miên, hao tài tốn của, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, hạn này chủ yếu gây điều tiếng thị phi và vấn đề ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, khi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió hoặc bị lừa gạt tiền bạc, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, sức khỏe Tân Sửu giảm sút mạnh, đau ốm liên miên, thuốc thang lâu ngày mới khỏi. Ngoài ra, cần đề phòng ngộ độc thực phẩm, tiền bạc tiêu hao nhiều đa phần cho vấn đề sức khỏe. Trong gia đình có chuyện không may, có điểm báo tang chế. Ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vướng họa bất ngờ, khiến tiền bạc tiêu tán nhiều. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Tân Sửu. Theo tử vi tuổi Tân Sửu 2024 Giáp Thìn, 6 tháng cuối năm này được coi là giai đoạn nhiều khởi sắc với người tuổi Tân Sửu trên nhiều phương diện, tổng quan như sau. Về công việc sự nghiệp,
6 tháng cuối năm Giáp Thìn được nhận định là thời điểm phát triển hài hòa với người tuổi Tân Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Nửa cuối năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong 6 tháng cuối năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về mặt tài lộc, công việc suôn sẻ tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong nửa cuối năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Tân Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong 6 tháng cuối năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Tân Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu, cơ hội nhiều và có sẵn. Vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Tân Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Về mặt tình duyên gia đạo, ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Tân Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong nửa cuối năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến giá ngày thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Với người đã có đôi, nửa cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Về mặt sức khỏe, đây là phương diện người tuổi Tân Sửu phải nên đặc biệt chú ý trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, bởi thời gian này người tuổi Tân Sửu dễ bị bệnh về đường tiêu hóa, cũng như sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, ngược xuôi, để giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng, đôi khi còn liên quan đến xương khớp hoặc bị con vật cắn đá. Cho nên trong nửa cuối năm này, người tuổi Tân Sửu cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần, nếu không hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin. Ngoài ra, bản mệnh này cũng cần quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Lý do là bởi vì trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tang sự nên đặc biệt cẩn trọng. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Tân Sửu 1961 trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 6 âm lịch.
Tử vi 2024 dự báo, tuổi Tân Sửu sẽ có vận sự nghiệp bị nhiều người đối đầu, quan điểm khác nhau dễ gây hiềm khích. Đầu tháng thất sát lâm suy vật người này mang trong mình sự dũng cảm và khả năng khống chế cực lớn. Cuối tháng thiên tài lâm hãm địa, nhắc nhở bản mạng dù gặp khó khăn thì cũng sẽ có người thân xuất hiện giúp đỡ, quan hệ tương xung với thái tuế chủ mang lại nhiều điều bất lợi. Sự nghiệp hay tình cảm thì luôn có mâu thuẫn và tranh cãi, đại hao hung tinh xuất hiện mang tới nạn mất tiền, hao tổn tài sản. Cục diện Sửu mùi tương hình cũng sẽ đem lại tác động không tích cực đến với bản mệnh, tự tin là tốt. Nhưng sự tự tin thái quá lại khiến cho bạn dễ gặp phải trở ngại không cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng thường rơi vào tình trạng ăn nói quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác, thậm chí là rước họa vào thân trở thành con giáp thị phi. Dù làm lãnh đạo hay làm nhân viên, ở bất cứ cương vị nào bạn cũng nên học cách đặt mình vào vị trí của người khác, để có cách đối nhân xử thế phù hợp, xây dựng được những mối quan hệ xã giao lành mạnh, cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong sự nghiệp đấy. Cục diện tương hình dễ biến bạn trở thành một người cô độc, ít khi nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp, bạn bè, người thân, đặc biệt con giáp này còn phải chịu sự ảnh hưởng của đại hao, thế nên tiền kiếm được khó giữ ở trong tay. Thời điểm này, bên cạnh may mắn bạn cũng phải chi phí khá tốn kém cho những vấn đề bất chợt phát sinh, vì vậy, kiếm được tiền dù nhiều hay ít, bạn cũng cần có tinh thần tiết kiệm, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một điều cần phải chú ý nữa là bạn không nên tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, như vậy thì dễ vướng vào rắc rối không cần thiết, lời lãi không thấy đâu mà có khi phải đền bù thiệt hại. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không có nhiều điểm sáng, có thể bạn đã tốn quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, nên dành ít sự chú ý cho nửa kia. Nếu tiếp diễn tình trạng này, tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên phai nhạt. Một số cặp đôi có thể gặp phải tình trạng mâu thuẫn bốc đồng với nhau, khuyên bạn nên chú ý cách nói năng và hành động, tránh làm tổn thương nửa kia. Tháng 6 này, người độc thân cũng chưa nhận được tin mừng, có vẻ như lửa kia của bạn vẫn chưa xuất hiện, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của những chú trâu. Bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Theo dõi vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch này, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức của con giáp này đang mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. Trong tháng Nhâm Thân, nhờ sự cần mẫn của mình, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng không nhỏ trong tập thể. May mà bạn là con giáp chịu được sức ép, khó khăn đến đâu cũng không lùi bước, nên mọi chuyện rắc rối đến đâu cũng tìm được cách giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mọi thứ đều diễn ra êm thấm. Nguyệt lệnh lâm quan đới mang đến cho những chú trâu sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời. Đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới. Lại thêm các tinh tử vi xuất hiện cho thấy, người đang đi học cũng có được thành tích đáng nể trong học tập, thi cử đỗ đạt cao, làm rạng danh tổ tiên, dòng họ, có thể thấy, nỗ lực phấn đấu bấy lâu của bạn đang cho ra quả ngọt. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại cả quá trình đó để rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Tuy nhiên, tháng 7 âm là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian. Chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Tốt nhất hãy cẩn thận từ đầu để tránh mọi xui rủi có thể xảy ra. Tài vận của người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm không có điều gì quá lo ngại. Thậm chí, có người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó, cơ may trúng vé số không nhỏ. Đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi. Dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút, nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở. Dù có bất kỳ ý định đầu tư nào, lúc này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổ tiền đầu tư. Tiền bạc không phải cứ nóng vội là sẽ kiếm được, đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn, thì cách tốt nhất là bạn hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận rất nhiều luôn đó. Trong tháng 7 âm, bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may rủi kẻo tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 8 âm lịch. Tử vi phương Đông dự đoán, sang tháng 8 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu khởi sắc bất ngờ. Ví như ánh mặt trời chiếu rọi xua đi làn mây u ám,
Nhờ quý nhân tam hợp phù trợ, người tuổi Tân Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh. Bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm, nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Con đường tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Chuyện tình cảm nhiều điểm sáng, cho dù là người độc thân hay người đã kết hôn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn hãy tự tin là chính mình, chắc hẳn sẽ gây được nhiều ấn tượng sâu sắc với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm ra người phù hợp. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, người đã lập gia đình cũng có những suy nghĩ chín chắn hơn, cùng nửa kia xây dựng mái ấm. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 9 âm lịch. Tử vi người tuổi Tân Sửu tháng 9 âm lịch khá xui xẻo, hành thổ nắm quyền bạn gặp nhiều sự xui rủi, đầu tháng tỷ kiên mang tới nhiều sự cạnh tranh. Nhiều đối thủ kinh doanh xuất hiện, cuối tháng thương quan lâm suy nên công việc không được như ý muốn, đặc biệt quan hệ tương hình với thái tuế, sẽ gây khá nhiều bất lợi cho bạn. Mọi gặp nhiều sự đối đầu không cần thiết, các tinh thiên đức xuất hiện nhưng sức mạnh yếu khó mà chống đỡ được hết. Xem tử vi tháng 9 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho bản mệnh. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung phong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bạn không thể lường trước những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải, vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám. Thời điểm này, bạn phải nhận thức rõ năng lực và vị thế của mình, tự tin là tốt, song chớ nên quá ảo tưởng về bản thân, cũng như quá cứng đầu, cứng cổ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Bản mệnh chớ nên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì khó khăn, thử thách chính là yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn rèn luyện bản thân trở thành một người xuất sắc và bản lĩnh hơn. Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu nhích nhẹ song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phải chịu tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh là con giáp đam mê kiếm tiền, luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc. Nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập, tự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân, xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục. Bạn chớ nên đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại hạ thấp mức độ khó khăn của những vấn đề mình đang và sẽ gặp phải. Chỉ khi nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, bạn mới có thể đưa ra những phương án làm giàu phù hợp. Nguyệt lệnh lâm dưỡng và các tinh thiên đức cho thấy tình hình tài chính của người làm công ăn lương tăng tiến hơn trước, chủ yếu là nhờ bạn đã làm việc chăm chỉ tích cực. Chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ đang làm, không chịu đầu hàng trước khó khăn, thì bạn sẽ khiến cấp trên đánh giá cao và quyết định dành cho bạn một phần thưởng mang tính khích lệ. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi người tuổi Tân Sửu tháng 10 âm lịch có đầu tháng thương quan gặp suy, ngũ ý, cung mạng bất phàm, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Cần nhớ mọi việc không được dương dương tự đắc, mua việc vào người, đừng quá tự tin mà vượt ra khỏi năng lực khống chế của mình. Cuối tháng chính quan lâm hãm địa khiến vận thế người tuổi Sửu bị trói buộc khá nhiều, tính tình thuần chất lại lương thiện, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, nên bạn gặp tương đối nhiều thiệt thòi. Còn về mặt tinh tú, thì người tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều vất vả bôn ba thì mới có thể thành công.
Tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc, nhưng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp, thế nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương, thì lúc này bạn được công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhiều việc tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại, ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều bạn mong muốn và nên nói ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Nhất bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Tân Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận, bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng. Nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng, nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả chi tiền cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay, những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước, khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình, nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 11 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp tháng 11 âm lịch, thì người tuổi Tân Sửu có thiên ấn lâm cát vận, ngụ ý, chuyện làm ăn kinh doanh kiếm tiền khá may mắn. Người tuổi Tân Sửu nên nhờ cậy thêm vào quý nhân lục hợp để cải thiện vận trình của mình. Ý Sửu bán hợp sẽ mang về vận quý nhân rực rỡ cho bạn. Người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học, như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này bạn có thể chi tiêu khá thoải mái, mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch thấy rằng, phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình, vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện, đồng thời, bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác, đừng để lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 12 âm lịch là tháng Sửu, trong đó nguyệt lệnh làm chủ, là sau tiểu Hàn, 9 ngày Quý, 3 ngày Tân và 18 ngày Kỷ. Có thể thấy vận số tháng này của người tuổi Tân Sửu có 4 phần cát, 6 phần hung, đầu tháng vận số may mắn, thất sát lâm vượng ngụ ý. Công việc sự nghiệp có điểm thay đổi tốt, dự báo lên chức, lên lương, đường công danh hiển đạt, khí chất cao quý, được người người kính trọng. Tử vi tháng 12 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch chỉ rõ, vận khí bất ổn kéo theo phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu cũng gặp không ít bất lợi. Cơ hội khẳng định bản thân vẫn có, nhưng đồng thời bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Chịu tác động của sao Thái Tuế, áp lực công việc của người tuổi Tân Sửu trong tháng 12 năm 2024 âm lịch tăng lên khá rõ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật khá rõ, bạn cũng phải vất và ngược xuôi để giải quyết công chuyện, nhưng hiệu quả chưa chắc đã được như ý. Tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ hoặc gặp những sự cố bất ngờ, kế hoạch diễn ra không thực sự như ý, nhiều việc phải lo nghĩ.
Bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình hay do hoàn cảnh tác động. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi. Không ai hoàn hảo cả, nghĩa là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng thì vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề, sẽ không có thời gian cho bạn đủng đỉnh hay làm việc qua loa cho có lệ nữa đâu. Còn nếu là nguyên nhân khách quan, thì cách khắc phục duy nhất là làm việc chăm chỉ hơn nữa, không ngại va vấp để bứt phá giới hạn của mình. Bạn càng chủ động đương đầu sẽ càng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng con giáp này vốn được đánh giá cả bởi khả năng điều tiết công việc tốt, nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Tháng này bạn có thiên ấn che chở giúp giảm bớt hung hiểm phần nào, hãy luôn nhớ giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng. May mắn là nguyệt lệnh dưỡng ở Sửu, ý chỉ vận khí sẽ dần tăng, trải qua đủ khó khăn nhưng bạn không bỏ cuộc thì sắp tới sẽ là tháng ngày may mắn vô cùng. Tràn đầy hy vọng, nhìn chung, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khó khăn một chút cũng không khiến bạn nản lòng. Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, do không có tài tinh chiếu mệnh, mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính. Và phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết, bạn cần tập trung hết mình vào công việc chính, như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, bạn càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần khởi sắc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Thu hoạch từ việc kinh doanh buôn bán vẫn có nhưng túc tắc khá chậm. Dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp Tết, nhưng mọi việc đều cần có quá trình, nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc, chứ không đem lại lợi nhuận thật sự. Ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại bị thái tuế ảnh hưởng nặng nề, bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi vận khí có khởi sắc tích cực hãy tiến hành. Ngoài ra, Tân Sửu cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu kẻo bị lạm chi cho việc sắm sửa Tết mà khiến ngân sách hao hụt quá nhanh. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Điều cấm kỵ thứ nhất, không ham muốn tránh được họa bị liên lụy. Người xưa thường nói, vô dục tắc cương, nếu như một người có nhiều sở thích không tốt, lại có quá nhiều tham vọng, vậy thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát. Muốn cuộc đời được ung dung tự tại thì phải học cách buông bỏ. Đời người có quá nhiều thứ không được như ý đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng, không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn. Thật ra, rất nhiều đau khổ của cuộc đời đều là vì có quá nhiều dục vọng chưa được thỏa mãn, trong lòng buồn bực khó mà được yên bình. Và rất nhiều người trong cuộc đời cũng đều là do những sở thích không tốt của chính mình gây ra. Tục ngữ nói, rượu là mãnh hổ trên núi, sắc là con dao thép cạo xương, tiền tài là dược dẫn làm hỏng tâm, tức giận là mầm non gây họa. Vì vậy, con người sống ở đời cần phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, khắc chế tham vọng của bản thân, đừng để bản thân luôn chạy theo sở thích và dục vọng để tránh bị những chuyện rắc rối liên lụy. Điều cấm kỵ thứ hai, không kiêu ngạo tránh được họa nguy hiểm. Tố thư nói, ngạo với người đáng kính sẽ gặp hung, ý muốn nói rằng, kiêu ngạo và xúc phạm những người vốn dĩ đáng được kính trọng, chắc chắn sẽ gây ra tai họa hung hiểm. Mà người đáng kính không phải chỉ nói đến những người có tài có đức, mà còn ám chỉ cha mẹ và trưởng bối, có sự tôn kính cơ bản nhất đối với người khác, cũng là yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, có qua có lại, kính già yêu trẻ, cũng là một nguyên tắc cơ bản trong giao lưu xã hội. Người luôn giữ thái độ kính trọng người khác, khi bước vào xã hội sẽ luôn được yêu quý, đi đến đâu cũng được người khác quý mến. Nếu như một người ở trong nhà không hiếu kính trưởng bối, ra ngoài không kính trọng người lớn, vậy thì sẽ đánh mất đi nền tảng làm người, không những không được người khác tôn trọng, mà còn bị ghét bỏ và khinh chê. Trong Thượng Thư có một câu như thế này, năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mặc tự nhược giả vong, người xem thánh hiền là thầy sẽ được xưng vương, kẻ cho rằng không ai bằng mình thì diệt vong. Năng tự đắc sư chính là vì có thể dùng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo để đối đãi với những nhân sĩ có tài có đức, từ đó được nhiều giúp đỡ. Ngược lại, nếu như tự cao tự đại, cho rằng không ai tài giỏi bằng mình, thì nghĩa là đang tiến gần đến sự diệt vong. Kiêu ngạo là điểm báo đầu tiên của tai họa, luôn mang đến sự nguy hiểm cho con người. Đối nhân xử thế cần có một thái độ khiêm cung, ôn lương cung khiêm nhường, ôn nhu lương thiện cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường, thì mới có thể bước đi xa hơn, giữ thái độ kính trọng và nể sợ. Làm việc có nguyên tắc, làm người có lễ nghĩa thì mới có thể tránh được những tai họa nguy hiểm. Điều cấm kỵ thứ ba, tiếc nuối. Nhiều lúc, lý do khiến người ta mệt mỏi chính là bởi tiếc nuối quá nhiều thứ,
Điều nên từ bỏ lại tiếc nuối không muốn từ bỏ, việc không nên cố chấp thì nhất định kiên trì. Thời gian lâu dần, không những mệt người mà lòng cũng đau khổ. Người có trí tuệ thực sự là người có thể cho đi và dám cho đi. Đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, như từ bỏ những xã giao xã hội không cần thiết mới có thể có thời gian ở bên gia đình mình, từ bỏ nhiều khát vọng mới có thu hoạch được một cuộc đời vui vẻ đơn giản. Chịu từ bỏ là một dạng lĩnh ngộ, một dạng rộng lượng, một dạng trí tuệ, cũng là một dạng cảnh giới của đời người. Chịu bỏ cái nhỏ có được cái nhỏ, chịu bỏ cái lớn có được cái lớn, không bỏ cũng không có được gì, chỉ những người biết cách đưa ra lựa chọn. Kiên trì với những gì họ nên kiên trì và từ bỏ những gì họ nên từ bỏ mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong một xã hội trọng vật chất. Điều cấm kỵ thứ tư, không thua được. Đúng vậy, trong cuộc sống khiến người ta bước đi nặng nề, không phải là những gập ghềnh của đường đi, mà chính là tâm lý rút lui của con người, khiến con người sa sút tinh thần. Không phải là đả kích của thất bại, mà là tư tưởng nản lòng của bản thân. Đời người thực tế là một quá trình trưởng thành không ngừng trong sự thất bại. Người có tầm nhìn không sợ thất bại, và người kiên trì không sợ thua cuộc, bởi vì họ biết rằng không phải cả đời đều như ý, một lần thất bại không có nghĩa là cả đời thất bại. Con người không thể vì sợ gục ngã mà không bước đi, chỉ cần có thể đứng lên được thì đừng sợ gục ngã, thua không đáng sợ, đáng sợ là thua mà không đứng dậy được. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.